Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ nhất Cúp Cà Phê Đờ Măng Đen năm 2023 do Báo Thanh Niên và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây là một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của quốc gia. Nó cũng sẽ mở ra sự hứa hẹn với phong trào của bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam trong quãng thời gian sắp tới đây. Tiến Duy là người thực hiện quả đá phạt, bóng được treo vào, dứt điểm, cơ hội. Lợi đã vượt lên với bàn thắng của Hoàng Quân. Cũng giống như tình huống đá phạt trực tiếp đầu tiên trong trận đấu này, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ nhất Cúp Cà Phê Đờ Măng Đen năm 2023 được tổ chức bởi Báo Thanh Niên và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của quốc gia và cũng sẽ là một mở đầu cho một sự phát triển của phong trào bóng đá sinh viên. Nguy hiểm, cơ hội cho các cầu thủ Đào Văn Lang, rất dễ dàng. Tỷ số là 1-0. Lâm Sơn là người đã mang đến niềm vui cho các cổ động viên của trường Đào Văn Lang, cho những người đồng đội bên ngoài sân và đặc biệt cơ hội cho các cầu thủ bên phía Đào Văn Lang, chuyền bóng sang, cơ hội rất rõ rệt, dứt điểm, goal! 2-1 cho các cầu thủ Đào Văn Lang. Người đội trưởng bên phía Đại học Văn Lang rất nhiều những quả đá phạt góc đã được dành cho Đại học Thủy Lợi cho đến lúc này. Vẫn còn những rắc rối. Nỗ lực đến từ Văn Dũng nhưng không thành công. Cần phải cẩn thận hơn. Trên thực tế thì Đại học Thủy Lợi phải nhận hai bàn thua đến từ những sai lầm hay những giây phút lơ là của cả một hệ thống phòng ngự. Như vậy là bên phía Đại học Thủy Lợi nhiều khả năng thì Văn Dũng sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài Văn Khỏe đã ra dấu cần đến cáng và các nhân viên y tế vào sân. Chuẩn bị bước vào 10 phút cuối rồi. Có lẽ là Đại học Thủy Lợi sẽ gia tăng sức tấn công. Không còn nhiều thời gian cho các học trò của huấn luyện viên Vũ Văn Trung. Bóng được treo vào, nỗ lực dứt điểm nhưng không thành công, vẫn là những lộn xộn. Rất cố gắng, cơ hội. Hoan hô thủ thành Xuân Đông, rất dũng cảm, và cả những người đồng đội của anh nữa. Duyên ghi bàn vẫn chưa thắm lên với Nguyên Vĩ. Ông đưa bóng trở lại với cuộc chơi. Hoàng Danh đang có khá nhiều khoảng trống dành cho Công Tài. Vẫn là Công Tài lỗi rồi. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Tuấn Minh. Đức Hoàn đã quá tham bóng.